Xin chào mừng quý khán giả một lần nữa đến với kênh YouTube TD Broadcasting do Taylor Diệp thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay là trưa ngày Chủ nhật, ngày 22 tây tháng 11 năm 2022. Và trong phần video này, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị ba bản tin liên quan đến những chuyện mà chúng ta đang chú ý. Bản tin thứ nhất là việc Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ đã đến Hà Nội trong 2 ngày cuối tuần để nói rằng là Việt Nam nên ngưng tất cả các việc di chuyển hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc một cách bất hợp pháp. Bản tin thứ hai liên quan đến việc đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump đã đệ đơn kháng án nhằm ngăn cản tiểu bang Pennsylvania không được chứng nhận kết quả bầu cử của tiểu bang này. Và bản tin cuối cùng đó là một cựu cố vấn cho Tổng thống Donald Trump về vấn đề tranh luận kết luận rằng là đội ngũ pháp lý của ông Trump là một sự nhục nhã của quốc gia này. Thưa quý vị, Robert O'Brien đã có một cái chuyến thăm chính thức đến Hà Nội trong ngày thứ Bảy và cũng trong như là ngày Chủ nhật vừa qua để mà có những cái cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, đó là ông Phạm Bình Minh. Và trong cái chuyến viếng thăm này, ông Robert O'Brien có nhấn mạnh rằng là Việt Nam nên ngưng các sinh hoạt di chuyển hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc một cách phi pháp. Quý vị còn nhớ rằng là trong cái 2-3 năm gần đây đó, khi mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có những cái cuộc chiến gọi là thương mại, thì hai nước này hiện nay họ đang đưa ra nhiều cái thuế khóa rất là nặng nề lên hàng hóa của đối phương. Thì vì vậy có một số công ty bên Trung Quốc đang muốn trốn cái thuế đó bằng cách rằng là họ đưa hàng hóa sản xuất ở tại Trung Quốc nhưng mà họ đưa tới Việt Nam và nhờ Việt Nam giảm gỡ đi cái nhãn hiệu Made in China và dán vô cái nhãn hiệu Made in Vietnam. Thì nhờ vào như vậy thì những công ty này nghĩ rằng là những cái hàng hóa của họ khi mà bán qua Mỹ thì sẽ trốn được cái vấn đề thuế khóa đó. Thưa quý vị, ông Robert O'Brien ông cảnh cáo rằng là hiện nay chính phủ Mỹ đã biết về những cái việc này. Và cũng trong cái thời gian qua đó, Bộ Thương mại của Mỹ đã đưa ra những cái biện pháp sơ khởi bắt đầu đánh thuế nhập khẩu lên hàng hóa của Việt Nam, bao gồm xe hơi sản xuất ở tại Việt Nam cũng như là vỏ bánh xe sản xuất ở tại Việt Nam. Và ông Robert O'Brien muốn nhấn mạnh là nếu mà Việt Nam không muốn thấy những cái thuế khóa tương tự như vậy hay là muốn điều chỉnh lại cái thuế khóa mà Mỹ vừa mới ban hành đó, thì Việt Nam chỉ cần ngưng di chuyển hàng hóa của Trung Quốc và cứ tiếp tục hay bắt đầu mua thêm những khí đốt, những năng lượng hóa thạch hiện nay đang sản xuất ở tại Mỹ, và cũng như là tiếp tục hay là bắt đầu mua thêm những vũ khí hay là vũ trang được sản xuất ở tại Mỹ, thì Việt Nam không cần chịu những cái vấn đề mà gọi là thuế quan như vậy, nhất là với xe hơi và cũng như là vỏ bánh xe. Trong cái bản tin này, ông Robert O'Brien cũng có nêu thêm rằng là nếu mà ông Nguyễn Xuân Phúc cần thì Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận cái việc là cho Việt Nam mua một số các dụng cụ vũ trang bao gồm trực thăng và sẽ cho Việt Nam trả góp trong một cái dạng là financing, chứ không nhất thiết là phải đưa hết tất cả tiền cùng một lúc. Và thưa quý vị, đó là tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cái chuyến viếng thăm của Robert O'Brien. Cái bản tin kế tiếp liên quan đến cái việc là trong ngày hôm nay cũng là ngày Chủ nhật, thì ban tranh cử của ông Trump qua cái đội ngũ luật sư của ông đã chính thức đệ đơn kháng án cái quyết định của ngày hôm qua. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua đó là ngày thứ Bảy, một thẩm phán cấp liên bang tên là Matthew Brand đã bác bỏ cái đơn kiện của ban tranh cử của ông Trump yêu cầu là tiểu bang Pennsylvania không được xác nhận hay là chứng nhận cái kết quả của bầu cử. Tại vì theo lịch trình đó, thì ngày thứ Hai trong tuần đó là ngày 23 tây, tiểu bang Pennsylvania nếu mà không có những cái vấn đề mà gọi là ràng buộc pháp lý, tiểu bang Pennsylvania dự trù
sẽ chính thức certify hay là chứng nhận kết quả bầu cử ở tại tiểu bang này. Thì ông Trump ông đã đệ đơn, ông kiện, ông muốn ngưng cái vụ certification này. Thì trong ngày hôm qua, thẩm phán Matthew Brand đã bác cái đơn này. Matthew Brand là người ghi danh theo đảng Cộng Hòa, nhưng trước đây đã được Tổng thống Obama đề cử và Thượng viện chuẩn thuận vô cái vai trò hiện tại. Chúng tôi nói ra như vậy để cho quý vị có đầy đủ những thông tin và minh bạch về cái tiểu sử của ông thẩm phán này. Thì Matthew Brand, thưa quý vị, cho rằng là ban pháp lý của ông Trump đã không đưa ra những cái bằng chứng cụ thể gì cả để cho thấy rằng là có những cái sinh hoạt gian lận hay là những cái kế hoạch gian lận tập thể ở tại tiểu bang Pennsylvania. Và ông không có thể nào dựa vào những cái đơn từ mà không có bằng chứng cụ thể và để mà coi như là loại bỏ đi tất cả các lá phiếu hiện nay ở tại tiểu bang Pennsylvania. Đó là tin liên quan đến tiểu bang Pennsylvania. Thì chắc chắn là trong ngày hôm nay nhiều người cũng sẽ biết đến cái dung nhan của ông này, cho nên chúng tôi cũng muốn đưa lên trên màn hình để cho quý vị xem ông thẩm phán Matthew Brand, một người ghi danh theo đảng Cộng Hòa. Và thưa quý vị, kế đến là tin tức cũng liên quan đến cái vấn đề vụ kiện. Thì trong thời gian gần đây đó, nếu mà quý vị xem đài truyền hình ABC News của Mỹ, quý vị chắc chắn rằng sẽ thấy được cái khuôn mặt của ông Chris Christie. Ông này là cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey. Trước đó nữa, ông là công tố viên liên bang dưới thời của Tổng thống George W. Bush. Và gần đây đó, sau khi mà ông hết nhiệm kỳ ở tại tiểu bang New Jersey, thì ông là một cái người mà gọi là bình luận viên về vấn đề chính trị của đài truyền hình ABC News, cũng như là trong hai kỳ tranh luận vừa qua giữa Tổng thống Trump và ông Joe Biden đó, thì Chris Christie đã được nhiều lần mời vào trong tòa Bạch Ốc để mà đóng cái vai trò là cố vấn cũng như là làm cái huấn luyện viên, tiếng Anh nó gọi là một cái người coach, một cái huấn luyện viên giúp cho Tổng thống Trump làm sao mà tranh luận hùng biện hay hơn Joe Biden. Tôi nói đây cái tiểu sử của ông này để cho quý vị thấy rằng là Chris Christie là một người đảng Cộng Hòa và cũng đã có những cái quan hệ làm việc gần gũi với lại ông Trump. Nhưng trong ngày hôm nay thì Chris Christie cho rằng là đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump là một sự nhục nhã của quốc gia. Tại vì cũng theo lời ông Chris Christie, các luật sư của ông Trump như là Rudy Giuliani, như là Sidney Powell, khi mà họ họp báo đó thì họ đưa ra nhiều cái lập luận và nhiều cái cáo buộc là gian lận bầu cử, gian lận này gian lận kia, và cái cuộc bầu cử này toàn là những cái lá phiếu gian lận cho Joe Biden thôi. Nhưng khi mà họ xuất hiện trong tòa án thì họ lại hoàn toàn thay đổi 180 độ. Đó là họ không có dám nhắc đến cái chuyện gian lận, là tại vì cũng theo lời ông Chris Christie, nếu mà mình khai mang hay là mình nói một cái gì đó là mình biết là không đúng sự thật ở tại tòa án trước một ông thẩm phán thì cái đó là cái tội rất là nặng. Thì theo ông Chris Christie đó, là hai ông bà Rudy Giuliani và Sidney Powell khi mà đi họp báo thì đưa ra rất nhiều các thuyết âm mưu, nhưng mà khi đi vô trong tòa án thì nói là hoàn toàn không nhắc đến cái chuyện gian lận bầu cử. Và ông Chris Christie cũng như là một số các đồng minh khác của Tổng thống Trump trong thời gian qua, có lẽ là họ cũng đã mất đi cái sự kiên nhẫn, và họ cho rằng là một là đưa ra những cái bằng chứng cụ thể để mà chứng minh rằng là nó có những cái sự gian lận bầu cử, còn hai thì là nên chấp nhận cái kết quả bầu cử để mà cho đất nước này có thể bắt đầu hàn gắn lại. Đó là những bản tin mà thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là nó đáng chú ý. Trong ngày mai, nếu mà quý vị theo dõi tin tức đó, thì nên để ý đến các sinh hoạt liên quan đến tiểu bang Pennsylvania. Tiểu bang Pennsylvania tương tự như vậy, cũng giống như là tiểu bang ở tại Georgia, đang muốn xác nhận kết quả của bầu cử. Nhưng mà nếu mà cái vụ này vẫn còn đang được kiện tụng ở ngoài tòa thì Pennsylvania sẽ chưa có được certify cái cuộc bầu cử này. Và thưa quý vị, đó là ba bản tin mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ hứng thú để biết trong ngày hôm nay. Và Tyler Diệp xin hẹn quý vị vào một cái video
của kỳ tới. Và một lần nữa, nếu mà quý vị chưa có subscribe, xin quý vị vui lòng bấm cái nút subscribe ở dưới đây để mà khi nào chúng tôi có video mới, chúng tôi sẽ báo cáo cho quý vị biết liền. Xin cảm ơn và chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc bên gia đình.